Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em Chi giao lưu với anh em một số mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn với kim giòn lá kim ha, kim giòn lá kim, cây quá trời đẹp luôn em ơi. Với một cây chung nu, đó, chung nu quá trời cái nu luôn nè anh em ơi. Cây chung nu lá chung ha, cây này già khoảng mười mấy năm rồi nghe anh em, mười mấy hai chục năm ha, dữ dằn luôn. Mấy cây kim giòn lá kim nữa nè, em thấy cốt rất là to ha. Chứ một số cây mai chiếu thủy lá lớn, da đen và da xanh, bộ đế cũng khá là quái. Cây này là cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha nè, nu da đen lá lớn. Đó, nó có cái co khá là đẹp ha. Anh em về chơi bonsai ha, đế cũng tương đối là đều nè anh em. Anh em thấy bộ đế nè, đây có cọng đế ha, đây đây nè ha, tại cũng chưa làm kỹ anh em ơi. Đây nè, nó người ta đã xử lý cây này, đây người ta xử lý đế hồi nhỏ anh em, do đó tương đối là đều ha. Anh em về cắt bonsai khá là đẹp á. Chim chim cây là như vậy nha. Nó rồi hoành luôn em ơi, hoành 26 hoành ha. Chiều cao nó là 45, chiều cao 45, đường kính bầu 34. M1 em giao lưu với mọi người 700.000, em bao ship đầu quá. Rồi M1 700.000 anh em ơi, bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo M2. Đó. Cây này dáng lông nha anh em. Lông dáng. Cây này nó bị theo đây miếng này anh em nè ha. Nhưng mà nó kéo bít chân nè. Đó, mai chiếu thủy nè. Cây này thì da xanh lá lớn luôn nha anh em. Nuôi da xanh lá lớn. Lắc lượng khá là đẹp ha. Rồi, hoành em ơi. Bộ đế tương đối quái nha. 20 hoành. Chiều cao đó là 95. Chiều cao 95. Rồi giá luôn. Cái M2 này chỉ 400.000 thôi anh em. Rồi M2 chỉ 400.000 mà bao ship luôn anh em ơi. Nói chung cũng khá là rẻ ha. M3. Mười bảy. Cái này cũng là mai chiếu thủy da xanh lá lớn anh em. M3 400.000 bao ship. M4. Cái này thì nuôi da đen lá lớn nha. Nó bộ đế rất là quái anh em ơi. Cục cục luôn ha. Mình 11. Bộ đế của nó 62. Bộ đế 62. Chiều cao của nó là 38. Chiều cao 38. Rồi M4 giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship tàu. Rồi 450.000 bao ship luôn. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo M5. Đó, cái này liền một bể nghe anh em. Báo trên nước nè, liền một bể nha. Nè đây nè ha, đã liền nhau nghe chứ không có gời nghe nè. Mà cái đế rất là quái luôn ha. Đó, đế đều luôn ha. Cây này rất là quái nha, liền hết trơn nha anh em. Rồi, rồi tổng hoành này. Tổng hoành luôn. Hoành 31. Hoành 31. Chiều cao nó là 17. Chiều cao 17. M5. Rồi giá luôn em ơi. Rồi 450.000 luôn anh em ơi, bao ship luôn. M6. Rồi cái này cũng tiếp tục là mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn nha. Đó, quá trời cây rồi anh em ơi. Anh em về tách bỏ cây nhỏ chơi cũng được nha anh em. 26 hoành. Chiều cao 60. Đường kính bầu 37. Rồi cây M6 em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship tàu quá. Rồi M6 là 700.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn ha. Mai thủy nuôi da đen lá lớn. Rồi tiếp theo là tới lô kim giòn anh em. Mai chiếu thủy lá kim, kim giòn ha. Bông của nó thì vô địch thiên hạ luôn anh em ơi. Ga đọt là ga bông, ga đọt là ga bông ha. Mai chiếu thủy kim giòn, cây này liền một củ luôn ha.
Đó. Quá trời liền một bự bự củ đặc nha anh em. 25 hoành. Chiều cao 19. Chiều cao 19 nha. Đó. M7 ha. Đó. 800 ngàn nha anh em. Bao ship luôn ha. Cây kim giòn nha anh em. Rồi M8 này cũng là cây kim giòn nha anh em. Đó, cây liền một bể không ha. Quá trời luôn. Rễ nó xù mọc lên trên luôn anh em ơi. 28 hoành. Chiều cao là 27. Chiều cao 27. Rồi cây này là em M8 nha anh em. M8 giao luôn với anh em 900k ha. Bao ship tận nhà luôn ha. Đây cũng là cây kim giòn nha. Rồi tới cây M9 nha anh em. Đó. Khá là đẹp luôn anh em ơi. Cây này khá đẹp ha. Hoành 22. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Rồi mã M9 950 ngàn. Bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là cây M10 nghe anh em. Đó, 5 phần tay Phật tổ luôn. Giống như 5 ngón tay luôn. Đó. Một củ liền lạc luôn ha. Hoành 30. Chiều cao 34. Chiều cao 34. Rồi cây M10 giao lưu với mọi người 800 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo là cây M11. Cũng là cây kim giòn. Một củ khủng bố bà ba luôn em ơi. Nhìn nè. Đó, xù xì luôn ha. Nó già mười mấy 20 năm mà em ơi. Cây này liền một cụm luôn ha. Đó, liền lạc luôn nha. 38 luôn. 38 hoành một củ luôn anh em. Chiều cao của nó là 31. Chiều cao 31. Cây này bên sai đẹp quá. Ồ, cây này rất là lực rồi cây luôn ha. M11 giá lưu với mọi người 1.200.000 em bao ship toàn quốc. Rồi 1.200.000 củ kim giòn thôi anh em ơi, rất là đẹp luôn. Còn cây này Rồi chung nu. Đó, cây này chung nu anh em coi nè. Loại chung nu này ha, anh em coi nu nè. Bao hàng nu luôn. Này nu đột biến giống đó. Như Không phải nu đột biến là mà chung nu ha. Giống như là nó giống. Đó anh em thấy nu nè. Quá trời nu luôn. Cây này mười mấy 20 năm nghe anh em. Chung nu rất là lâu lớn nha. Báo cho anh biết ha. Anh em biết là chung nu rất là lâu lớn nghe anh em. Được cây bị lớn là mười mấy năm rồi đó anh em ơi. Mười mấy 20 năm rồi đó. Hoành 26. 26 hoành. Chiều cao nó 27. Chiều cao 27. Khoan để này chụp hình lại luôn. Đó. Đường kính bầu của nó là 33. Đường kính bầu 33. Rồi. Giá luôn. Mã số M12 giao lưu với mọi người là 1.200.000 bao ship toàn quốc. Rồi, đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Cây chung nu mặt khỉ. Đó, anh em cái nu cũng quá trời nu luôn, bao hàng nu luôn anh em. 1.200.000 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi những video sớm nhất anh em.